Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ thử test cái cây ná mặt quỷ này nhé. Mình mới thử cây ná mặt quỷ này. Dây này thì 0,75 ly. Ná mặt quỷ này chật 7, chật 8 gì đó của bạn mình. Bây giờ anh em sẽ xem clip mình test thử nha. Mình bán cự ly là... Mình bán cự ly nhà mình khoảng là 15 mét nha anh em.